Xin chào mọi người, hôm nay chúng mình trở lại sân bóng và sẽ có một cái clip siêu hay mọi người nhé. Lúc này trời đang rất là mát mọi người ạ, nhiệt độ khoảng tầm... Mát quá. Hơi lạnh quá. Nhiệt độ khoảng 40 độ C. Và hôm nay chúng ta sẽ có một phần thử thách với một bạn nữ vô cùng xinh đẹp. Bạn ý là hoa khôi của bóng chuyền nữ Việt Nam. Đấy. Bạn ấy sinh năm 2K2. Và xin mời bạn Thu Huyền. Wow. Trời ơi. À. Vì anh đứng đến đâu? Đứng cạnh chị đi nào. Em còn bé nên chưa phát triển được chiều cao. Xin chào Huyền, em có thể giới thiệu cho mọi người biết là chiều cao của em là mét bao nhiêu không? Em xin trả lời câu hỏi này. Em nghĩ có rất nhiều người thắc mắc, bởi vì em thấy khi mà em đăng cái câu hỏi trên Instagram ấy thì có rất nhiều bạn hỏi em cao mét bao nhiêu, thì em trả lời luôn là em cao 1m76. 1m76 mọi người nha. Wow. 1m76 và xem anh Phúc 1m bao nhiêu. Trời ơi, tôi kiếng lên với cao bằng. Ở đây chỉ có Hiếu mới gọi là đủ tiêu chuẩn để sánh ngang. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ có một thử thách bóng đá vs bóng chuyền mọi người nhé. Để xem thử là đôi tay của những vận động viên chuyên nghiệp liệu có chuẩn xác như đôi chân chúng ta không. Sẵn sàng không em? Sẵn sàng ạ. Ok, yes. 3, 2, 1, bắt đầu. Ở game 1 thì chúng ta sẽ chơi là sút xà ngang và đánh xà ngang các bạn nhé. Và mỗi người sẽ có 3 lượt. Ai là người mà bị thua cuộc thì sẽ bị đập đầu nha. Ok, và bây giờ sẽ là lần đầu tiên của Việt Anh. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Sút. Liệu chúng xà ngang không? Không, chúng xà ngang rồi, vọt xà. Em có câu hỏi là chị đã bao giờ đánh xà ngang không? Chị thì ở tập chuyên nghiệp ấy, chị chỉ phát vào điểm thôi. Chứ mà chị chưa tập ở thế thì hôm nay chị thua điểm rồi. Bé hơn em ơi. Điểm bé hơn. Xít chúng. Và bây giờ là đến lượt đầu tiên của Vũ Minh Hiếu. Lukaku. Không vào. Quá đáng tiếc. Lấy đà rất đẹp nhưng mà mỗi tội là không chính xác. Lượt thứ hai của Việt Anh. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu có trúng không. Việt Anh. Ôi rồi ôi. Có vẻ như là Việt Anh tạo điều kiện cho mình nhặt bóng đi phải. Mệt quá. Cái bóng các bạn ơi, mệt quá. Chúng ta sẽ cùng trở lại lượt thứ hai của Thu Huyền. Hãy cùng chờ xem. Cái lực tay mà phải nói là mạnh dã man rồi. Ôi, mình sợ bóng vào mặt mình luôn rồi, mọi người ạ. Lượt thứ hai của Minh Hiếu nào. Ăn làm sao được đến thế. Ôi giời ơi. Hôm nay thì Hiếu thấy có gái xinh nên là cứ đòi mình là anh Phúc ơi hôm nay em không quay đâu, em muốn sút. Thế là mình bảo ok đi vào chơi đi em. Thế mà chơi thế này thì chán quá nhở. Nhìn em là một lần duy nhất thôi nha, chỉ một lần duy nhất thôi. Lượt cuối của Việt Anh. Nếu mà không trúng là cả ba bị gõ nhá. Rồi ôi gà vãi. Lượt thứ ba của Thu Huyền. Cùng chờ xem liệu có trúng không. Lượt thứ hai đã rất tiếc rồi. Không thể thua được. Như vậy là Việt Anh là người thua được ở game đấu này. Và Việt Anh sẽ là người bị gõ. Ok, đúng rồi. Bỏ bóng ra. Tử tế đấy. Con gái nhưng mà tay... Oh. Hiếu. Sao? Cảm giác là sao? Sao em? Đau không? Không, không đau. Sướng. Em sướng quá. Em sướng quá. Em muốn phát nữa. Và bây giờ sẽ là game đấu số 2 chúng ta. Đó chính là sút penalty và đánh penalty. Đánh penalty tức là đánh bằng tay mọi người nhá. Và chúng ta sẽ có 2 điểm. Điểm 1 là điểm sút penalty ở đây. Còn điểm đánh penalty sẽ ở đây mọi người nhá. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem là liệu 3 người hôm nay ai sẽ là người chiến thắng. Và mỗi người vẫn sẽ có 3 lần sút. Ai là người thua cuộc thì sẽ bị gõ đầu tiếp. Tu đi.
cơ hội của em ấy, em mở hát mà. Ôi trời ơi, một đát chúng em phục thù sao được. Tôi có đầu Việt Anh tiếp em ơi. Mày ơi chưa vào. Có vẻ như là game rút vào. Game đánh vào chứ không phải game đánh sang ngang em ơi. Lại quên đánh sang ngang rồi. Lần thứ nhất của anh Vũ Minh Hiếu. Lại Lukaku. Ôi ôi. Bắt làm sao được, bắt làm sao được. Thôi thì Huyền cũng chỉ cố gắng là để không bị gõ đầu thôi. Cẩn thận nha. Gì? Ơi lại đú à, đú phong cách à? Ôi ơi. Ôi em ơi. Học đòi làm sao được. Đóng đăng như thế mày. Nãy Việt Anh cứ bắt chiếc anh Hiếu. Bây giờ mình có phải có phong cách riêng giống chị này. Nhìn chị này. Anh ơi, nếu mà em có như thế nào đấy thì né né ra nhá. Ôi ôi ôi. Chứ bẩn. Thôi xong Việt Anh rồi. Không phải đâu, chứ bẩn đây. Em bảo nếu như mà như thế thì hay là Việt Anh vào bắt chị thử đấy. Không, không. Được không? Đây anh. Không, em chịu. Thôi, thế đi xác định ăn rõ đi em. Tầm này được sút lực nặng rõ. Ê, vào cột. Ok. Cơ hội cuối cùng. À này này, không phải xê dịch, không phải xê dịch. Cầu thủ Malaysia. Anh là cầu thủ Malaysia rồi. Được gõ hay ăn gõ đây. Ôi lên rồi. Thế này đi. Thế này thì xong game rồi. Đây chơi game đánh xà ngang thì không trúng là nào. Bây giờ sang đây sút to trúng là ngang. Vừa nhắm mắt đánh vào gôn được của anh Phúc. Ok, bây giờ cái nhắm mắt thì chị đồng ý, còn cái vào hôn thì là 50-50. Ok, thế nhưng mà bây giờ chị có mặt đánh ra ngoài hay chị đánh vào hôn thì chị cứ thắng em đúng không? Đâu, chị có căn chưa? Căn kỹ chưa? Chắc từ từ nhá, thử nhá, xem cái cảm giác vào trúng bóng này. Đây, chị đứng đây, đứng đây. Đúng rồi. Đúng rồi. Mọi người ạ, đúng thật là mình chưa đủ cái level để mà bịt mắt. Em bảo rồi, bịt mắt nó khác hẳn với cả mở mắt chị ạ. Thế nhưng mà em ạ, chị đã thắng. Thế ạ? Sàng cho. Con gái tử tế nhá. Vụt hết. À bây giờ sẽ là game đấu cuối. Và game đấu này chúng ta sẽ chơi kiểu là bóng chuyền. Đây là cái lưới mọi người nhá. Và luật chơi như sau. Huyền sẽ có 3 chạm bằng tay nhá. Còn bên kia thì chân nên là thoải mái chạm. Ok. Bên nào 6 điểm trước sẽ chiến thắng. Bắt đầu. Cùng chờ xem. Ok rồi, ok rồi. Huyền. 1 chạm. Oh, 1-0. 1-0. Tỷ số là 1-0 mọi người ơi. Một game đấu phải nói chưa từng có lịch sử Việt Nam. 1 chạm. 2. Tỷ số đang làm 1 đều. Ôi ôi ôi. Ăn rồi. Trời ơi, một sai là một thi đấu của Huyền. Rất khó. Ôi. 3-1. Phải là phát ra quả đấy rồi. Bất ngờ một lợi thế cho đội và bóng đá chúng ta. Ra ngoài rồi. Ok, 2-3 rồi. Việt Anh tầng rất nhiều, rất kỹ thuật. Anh lên, tầng lắm đấy. Không chơi hết rồi đấy. Ra ngoài rồi. 3 đều. Oh. 4-3. Bóng đã bị ra ngoài vạch trắng. Tỷ số đang là 4-3 mọi người nhá. Chờ xem. Ô oh! Quá thất vọng đấy anh. 4-0. 4-0 rồi. Vào đây. Ngoài vòng. Ngoài làm việc hơi mạnh một chút. 5-4. Một điểm thôi. Cố lên Thu Huyền. Let's go. Ôi giời ơi.
người chiến thắng ở trận đấu này. Và nhiệm vụ của em sẽ là đập hai đứa kia. Yes. Trời ơi. Thấy sao ở trận đấu này? Mát quá, mát quá. Nhanh lên. Mát quá, vui vui. Trải nghiệm đầu tiên của em. À. Gọi là đêm. Đây không khác gì bóng chuyền bãi biển. À. Hay bằng cát là cỏ. Bóng chuyền bãi cỏ. Thế đây là bóng chuyền bãi cỏ thì nắng. Nắng đúng không? Và cộng thêm đen. Đấy, đấy hết ra này. Mọi người nhớ like chúng mình nhá. Rất là công hiến của clip siêu nắng. Và nếu mọi người thấy thú vị đừng quên là hãy like và chia sẻ cho chúng mình. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Và cùng chúc cho Thu Huyền sẽ ngày càng xinh đẹp hơn nữa. Sắp tới thi hoa hậu đúng không? Cố gắng thành hoa hậu Việt Nam nhá. Ok, bye bye mọi người.